Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên thật là Nguyễn Vịnh, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn tài năng của Đảng và quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc. Tên tuổi của đại tướng gắn liền với những mốc son chói lọi, những thời điểm cam go ác liệt nhất của cách mạng Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Nói đến đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nói đến một vị tướng toàn vẹn, đức độ, tài năng, thao lược xuất chúng, đại tướng của quân đội và cũng là đại tướng của nhân dân. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin về đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong tư liệu quốc tế. Hồ sơ 1365. Điểm nhấn đầu tiên trong hệ thống tư liệu và nghiên cứu quốc tế về Nguyễn Chí Thanh là nội dung hồ sơ tối mật 1365 của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA ngày 11 tháng 7 năm 1967 với tựa đề Các vấn đề đặt ra đối với Bắc Việt Nam sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Chí Thanh qua đời. Ngay trong phần đầu của báo cáo tối mật, những người ở phía bên kia đã nhận định xuất thân trong quân ngũ và kinh nghiệm chính trị của Nguyễn Chí Thanh sẽ khiến ông trở thành người rất khó có thể thay thế. Ông là cá nhân duy nhất ngoài tướng giáp mang hàm đại tướng trong lực lượng vũ trang và cũng là thành viên chủ chốt trong nhóm lãnh đạo điều hành của cuộc chiến ở Bộ Chính trị Bắc Việt. Ông cũng giữ vị trí cốt cán trong Ban Bí thư, chịu trách nhiệm triển khai các chiến lược của Đảng, là thành viên của Quân ủy Trung ương. Ông có tiếng nói đặc biệt trong việc điều hành lực lượng vũ trang. Từ đầu năm 1965, ông Thanh đã trở thành yếu nhân chủ đạo của Trung ương Cục miền Nam, đầu não chính trị và quân sự của quân giải phóng cộng sản ở Nam Việt Nam. Việc Nguyễn Chí Thanh chết do đột quỵ ngày 6 tháng 7 đặt ra những vấn đề bức thiết với 10 thành viên còn lại của Bộ Chính trị, những hệ lụy lâu dài và hệ trọng với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản. Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA báo cáo tối mật ngày 11 tháng 7 năm 1967 đã viết. Trong góc nhìn của phía bên kia thì Nguyễn Chí Thanh là ai? Vị thế, sức ảnh hưởng của ông lớn ra sao? Thậm chí, sự ra đi đột ngột của ông, một biến cố đặc biệt, có thể tạo ra hiệu ứng gì khiến cho chính quyền Mỹ phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra những đánh giá phân tích như vậy. Còn trong hồi ức của nhiều người lính Trường Sơn liên quan đến sự kiện này đều khẳng định rằng suốt những ngày đầu tháng 7 năm đó, B-52 oanh kích giải thảm suốt dọc tuyến đường 559 với tần suất cực điểm. Và bản tin ngày 6 tháng 7 năm 1967, báo chí Sài Gòn và nước ngoài còn khẳng định rằng yếu nhân cộng sản Nguyễn Chí Thanh đã chết trong chính những vụ oanh kích đó. Nguyễn Chí Thanh qua đời trước cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, ông được coi là kiến trúc sư của kế hoạch này. Nguyễn Chí Thanh còn được biết đến với chiến thuật nắm thắt lưng địch mà đánh để đối phó với quân đội Mỹ hùng hậu và được trang bị hiện đại. Tôi còn nhớ khi học tiếng Việt bằng cách dịch báo chí Sài Gòn, họ đưa tin rằng Nguyễn Chí Thanh chết do bom B-52. Giáo sư Castell viết, rất có thể ở thời điểm năm 1967, phía Mỹ đã nghe ngóng được tin tức về sự di chuyển của tướng Thanh từ Hà Nội vào Nam, để rồi dốc toàn bộ lực lượng hòng vùi dập, tiêu diệt bằng được con người này. Rất có thể họ đã hy vọng cái chết của tướng Thanh sẽ xoay chuyển cục diện bi đát của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam lúc đó. Ngày 6 tháng 7 năm 1967, Nguyễn Chí Thanh chỉ huy các lực lượng mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam qua đời khi ở Hà Nội. Sự thay đổi lãnh đạo này đã ảnh hưởng tới kế hoạch tấn công Tết năm 1968. Về chiến lược quân sự trên tiền tuyến lớn, khác với suy nghĩ thông thường rằng các chiến binh đi dép cao su chiến đấu theo bản năng, trong thực tế, Việt Cộng tuân thủ triệt để các binh pháp được cân nhắc kỹ lưỡng. Những khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thuộc thường được dùng để giúp cho các chỉ huy và bộ đội nắm chắc binh pháp nhằm triển khai hiệu quả kỹ chiến thuật trên chiến trường. Có khẩu hiệu và chiến thuật hòa chung và một tạo nên một phương châm chỉ đạo lớn áp dụng trên mọi chiến trường. Đó chính là trường hợp nắm thắt lưng địch mà đánh. Sử gia Warren Wilkin viết. Cuối năm 1964, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản. Đế quốc Mỹ chuẩn bị trực tiếp đưa quân đội chiến đấu vào miền Nam, triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ. Chỉ trong 8 tháng, từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 12 năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam, hơn 18 vạn quân, cả lục quân, không quân và hải quân, đẩy nhanh cường độ chiến tranh và tính chất ác liệt lên rất cao. Cách mạng miền Nam đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, đặt ra cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh hàng loạt câu hỏi lớn phải giải đáp. Phải chăng tương quan lực lượng đã thay đổi, có lợi cho địch?
phải chăng ta phải thay đổi phương châm chỉ đạo, không thể tiếp tục tiến công mà phải quay về phòng ngự? Mỹ có hỏa lực mạnh, cơ giới nhiều, quân đông, ta đánh cách nào, có thể tiêu diệt được hay không? Vận mệnh dân tộc, chiều hướng phát triển của sự nghiệp cách mạng Việt Nam và một mức độ nào đó của cả phong trào cách mạng thế giới phụ thuộc vào cách thức chúng ta xử trí tình huống chiến lược hệ trọng này. Tình hình tác động không nhỏ đến tinh thần, sự băn khoăn của một số cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta. Trong bối cảnh ấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào Nam với cương vị là đại diện Bộ Chính trị tại chiến trường, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, có sứ mệnh chuẩn bị và tổ chức lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 3 và nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 khóa 2 về cách mạng miền Nam trong tình hình mới. Quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Nhưng phương châm và phương thức đánh Mỹ như thế nào vẫn là vấn đề chiến lược cần phải giải quyết và ngay từ trên chiến trường. Tướng Thanh, người tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tới dự một hội nghị của khối Cộng sản ở Moscow năm 1960. Sau thời gian dài vắng bóng, Tướng Thanh lại viết bài trên tờ báo lớn nhất Hà Nội, đó là tờ Nhân Dân, số ra vào ngày 22 tháng 12 năm 1965. Nhiều nhà phân tích phương Tây cho hay, chính bài báo này đã xác định sự hiện diện của ông ở Nam Việt Nam. Ông khen ngợi quân đội và nhân dân Việt Nam và nói rằng họ có khả năng chiến thắng Mỹ, Ngụy. Tướng Thanh cũng viết rằng những ai không tham gia chiến đấu sẽ khó đánh giá được sức mạnh thực sự của chiến tranh nhân dân, hàm ý rằng chính ông đang tham gia chiến đấu. Trích theo báo New York Times, số ra ngày 16 tháng 4 năm 1966. Trong đường lối quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đảng, phương châm và lực lượng tiến hành chiến tranh nhân dân là những nội dung quan trọng mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dành nhiều công sức nghiên cứu, đề xuất, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện. Một nội dung cơ bản của phương châm chỉ đạo là đánh lâu dài, trường kỳ kháng chiến và sau này phát triển thành giành thắng lợi từng bước. Phương châm trường kỳ kháng chiến đã xác định từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là yêu cầu khách quan xuất phát từ so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Tuy nhiên, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tìm ra điểm cốt lõi, đó là quan điểm đánh lâu dài của mỗi cuộc chiến tranh không hoàn toàn giống nhau. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc điểm của cách mạng của ta hiện nay là trên cơ sở đánh lâu dài nhưng có điều kiện giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn. Cho nên, nói lâu dài phải kết hợp với tranh thủ thời cơ, phải chuẩn bị tư tưởng, tổ chức đánh lâu dài, đồng thời phải biết tùy theo sự phát triển tình hình đã dự kiến tập trung lực lượng giành thắng lợi trong những thời cơ chiến lược nhất định. Cộng sản đã luôn tỏ ra thực dụng trong chiến thuật và hành động quân sự. Họ thường đánh giá mỗi tình huống chiến đấu dựa theo những điều kiện chủ yếu của từng thời điểm. Quân Cộng sản sẽ dựa vào tình hình thực tiễn để tính toán nước đi, dù là tấn công quy mô lớn hay đánh du kích. Trích theo Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, báo cáo tối mật ngày 25 tháng 8 năm 1966. Đại tướng phân tích cụ thể hai xu hướng nhận thức sai về phương châm đánh lâu dài. Một là chỉ thấy khả năng giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn, chứ không thấy đánh lâu dài là một yêu cầu cần thiết xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hai là nhận thức đánh lâu dài theo quan điểm cũ kỹ, không thấy trong điều kiện hiện nay có thể giành thắng lợi trong những điều kiện thời gian tương đối ngắn. Phải thấy mối quan hệ biện chứng giữa lâu dài và thời cơ, làm sao cho hai mặt đó hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, tức là tổ chức sáng tạo thời cơ, không những không chống lại quan điểm đánh lâu dài mà còn sáng tạo để đánh lâu dài, ngược lại đánh lâu dài nhưng luôn tạo thời cơ, có lợi, biết tập trung lực lượng giành thắng lợi, quyết định với cách đánh khôn ngoan nhất. Đại tướng chỉ rõ, quan điểm về đánh lâu dài và thời cơ khác nhau sẽ dẫn đến chủ trương xây dựng lực lượng khác nhau và cách đánh khác nhau, chứ không phải như hiện nay. Cách đánh mới sẽ liên quan đến phương châm lấy yếu đánh mạnh hay lấy mạnh đánh yếu. Đại tướng phân tích vấn đề phức tạp đó một cách sâu sắc. Ta thừa nhận có những cái yếu hơn địch, nên nói lấy yếu đánh mạnh là đúng. Nhưng không phải chừng đó, nói thế là công thức, chứ không phải là cộng sản, mà phải nói những điểm mạnh. Về quân sự, ta có những điểm rất mạnh, rất cơ bản mà trước đây ta chưa từng thấy. Để lấy yếu đánh mạnh phải biết tập trung lực lượng giành thắng lợi quyết định và từ đó dẫn đến vấn đề tư tưởng chiến lược tiến công. Quan điểm chiến lược của ta là chiến lược tiến công, một chiến lược với 6 phương thức tác chiến rất Việt Nam và rất sáng tạo.
Nguyễn Chí Thanh không phải là người đầu tiên bàn về đánh lâu dài và chiến lược thời cơ, nhưng quan điểm của đại tướng có nhiều điểm sáng tạo và độc đáo về những vấn đề cơ bản của tư tưởng, phương châm chỉ đạo và phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa đánh lâu dài và thời cơ, sáng tạo ra thời cơ, nắm thời cơ, tư tưởng chiến lược tiến công, đánh thắng địch từng bước, từng trận, tập trung lực lượng và phương châm chỉ đạo để thực hiện quan điểm. Quan điểm tư tưởng, phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân ở miền Nam nêu trên được Đại tướng tổng kết đề xuất phân tích cụ thể hóa vào năm 1966 và trước đó trong bối cảnh quân đội Mỹ ồ ạt vào miền Nam thực thi chiến lược chiến tranh cục bộ. Điều đó thể hiện tư duy mới, tư tưởng cách mạng tiến công, táo bạo nhưng khoa học dựa trên phương pháp xem xét, đánh giá tình hình, so sánh tương quan lực lượng rất biện chứng, vừa khách quan toàn diện vừa phát triển. Và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cùng với Trung ương Cục miền Nam, Bộ Tư lệnh miền lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Nam thực hiện. Đây là những tiền đề để Đảng ta tiếp tục phát triển, dẫn đến đòn tiến công chiến lược Mậu Thân năm 1968 và kế hoạch tổng tiến công chiến lược 1975. Có thể khẳng định rằng những di sản của Nguyễn Chí Thanh và thời đại của ông vẫn là chủ đề mà các nhà nghiên cứu thế giới dành sự quan tâm rất lớn. Một góc nhìn rất khác biệt về chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong cuốn sách tạm dịch là Cuộc chiến của Hà Nội, lịch sử quốc tế về cuộc chiến vì hòa bình tại Việt Nam, giáo sư Liên Hàng Nguyễn đã đưa ra một góc nhìn rất khác biệt về chân dung Nguyễn Chí Thanh cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam giai đoạn này với vai trò là những người tiên phong cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình theo một đường lối riêng, phương pháp riêng không hề phụ thuộc vào những o bế, sức ép trong bối cảnh phức tạp của khu vực và thế giới, đặc biệt là những xung đột ý thức hệ và mâu thuẫn trong quan hệ Xô Trung lúc bấy giờ. Trong khi hầu hết các nhà sử học về cuộc chiến tranh tại Việt Nam tập trung vào nguồn gốc sự can dự của Hoa Kỳ và việc Mỹ hóa cuộc xung đột, thì Liên Hàng Tê Nguyễn xem xét bối cảnh quốc tế, trong đó các nhà lãnh đạo Bắc Việt, trong đó có Nguyễn Chí Thanh, đưa ra quan điểm về cuộc chiến trong khát vọng hòa bình. Câu chuyện hấp dẫn này đã đưa người đọc từ những vùng đầm lầy ở đồng bằng sông Cửu Long đến vùng đồng bằng sông Hồng đầy bom đạn, từ hành lang quyền lực ở Hà Nội và Sài Gòn đến Nhà Trắng, Nixon, từ các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris đến các cuộc gặp cấp cao ở Bắc Kinh, Moscow, tất cả đều bộc lộ rằng cơ hội đi tới hòa bình chưa bao giờ khó khăn đến thế.